Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với tạo hình mới lạ trên bìa tạp chí. Netizen phàn nàn quá gầy. Loạt ảnh mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trên tạp chí nhận được những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Mới đây Triệu Lệ Dĩnh trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí. Xuất hiện trên bìa tạp chí, Triệu Lệ Dĩnh và ekip lựa chọn phong cách trang điểm tự nhiên nhẹ nhàng, khoe trọn vẻ mộc mạc cũng như năng lượng của người đẹp họ Triệu. Khác với những hình ảnh điệu đà, Triệu Lệ Dĩnh lần này gây ấn tượng với vẻ ngoài mạnh mẽ cá tính. Tuy nhiên, có không ít người phàn nàn về việc Triệu Lệ Dĩnh quá gầy trên tạp chí. Nhiều người lo rằng việc giữ dáng giảm cân sẽ ảnh hưởng không tốt tới fan hâm mộ, những người ảnh hưởng trực tiếp từ thần tượng. Nói về việc này, fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh lên tiếng bảo vệ thần tượng. Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh là người có thể trạng gầy nên thường không dễ tăng cân. Tuy nhiên, người đẹp lại thường xuyên tập thể dục thể thao và bảo dưỡng cơ thể rất tốt. Nhiều người còn đùa rằng mỗi lần Triệu Lệ Dĩnh đi quay phim đều mang theo bình thuốc bổ để chăm sóc cơ thể. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn sống cuộc sống độc thân cùng con trai nhỏ. Cô và chồng cũ Phùng Thiệu Phong vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau nuôi dưỡng con trai. Có nhiều lần truyền thông bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng nhau đưa con trai đi ăn, cho thấy cả hai vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.